Trước tình hình ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa, Sở Y tế TP HCM đã có công văn về tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các bệnh viện phòng khám tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát và truyền thông phòng chống sự lây lan của bệnh. Bên cạnh đó, ngành Y tế TP HCM khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, cần đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị đúng. Bệnh viện Gia Liễu TP HCM, nơi phát hiện bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ mới nhất, đã xây dựng một quy trình tầm soát, xử lý đặc biệt cho những trường hợp có triệu chứng lâm sàng của căn bệnh này. Theo quy trình tại bệnh viện, nếu mà những trường hợp nào mà có nghi ngờ, có các triệu chứng mà nghi ngờ hoặc là bệnh nhân có các yếu tố dịch tễ nghi ngờ thì sẽ được chuyển ra phòng khám sàng lọc. Và xong sau đó tại cái vị trí mà bệnh nhân vừa mới tiếp xúc thì sẽ ngưng các hoạt động để có thể thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở trên bề mặt. Xong sau đó thì mới tiếp tục quay trở lại các hoạt động thăm khám bệnh bình thường của bệnh nhân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM HCDC vẫn đang thực hiện giám sát người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế. Việc này nhằm phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc là có dấu hiệu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm để cách ly, xử lý kịp thời ngay tại cửa khẩu. Những thành phố lớn và những các cái nơi có cửa khẩu thì chúng ta lưu ý những cái bệnh nhân có các cái biểu hiện của hội chứng của đậu mùa khỉ, ngay cả những cái hội chứng bệnh nhân mà có cái hội chứng lâm sàng đậu mùa khỉ mà nghi ngờ đậu mùa khỉ thì chúng ta lập tức chúng ta phải có cái cảnh báo để chúng ta gửi mẫu và phát hiện chẩn đoán kịp thời, đồng thời cách ly họ cũng như là điều tra các cái ca tiếp xúc. Nói chung là chúng ta làm sớm các cái khâu để tránh dự phòng lây lan cái đậu mùa khỉ cho cộng đồng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, giao thương du lịch giữa các quốc gia đã dễ dàng để phòng tránh dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế, không chỉ riêng bệnh đậu mùa khỉ mà còn với các bệnh truyền nhiễm khác.